Anh. Ơi, dạ. Anh là này. Cái tai nghe Soundpeak True Capsule của đối tác họ gửi em để ở đâu rồi? Để bây giờ anh chuẩn bị quay video luôn đấy. Cái tai nghe mà hôm trước họ gửi em nhận hàng đấy á? Ờ đúng rồi, cái tai nghe hôm trước ấy. Em mang đi không? Cái đấy thì em không mang đi rồi, em để quên ở nhà rồi. Để quên ở studio á? Đúng rồi. Ủa chết rồi, thế sao bây giờ thì làm sao mà ấy được? Nhưng con này có gì hot không anh? Con này thì giá là 1,1 triệu, nhưng mà giảm giá xuống còn có khoảng hơn 400,000 thôi, nhưng mà quan trọng là anh phải làm ngay hôm nay chứ không đợi về studio làm được. Bởi vì sao? Bởi vì là nó giảm giá vào đúng 0 giờ đêm nay. Đấy, đấy mới là cái giờ đây này. Bây giờ là không bay về được. Mấy cả cũng sợ cái là ví dụ bây giờ Phú Quốc là vừa rồi thì như là cũng ấy đúng không? Đúng rồi. Đấy, nhiều bạn còn comment là anh Dương không biết là từ Phú Quốc về anh bị cách ly không đây này. Chết dở đây này. Đấy. Bây giờ không có tai nghe ở đây thì làm nào? Hay là nhờ thằng Kha ở nhà nó làm? Đúng rồi, thì khả năng bây giờ phải nhờ thằng Kha thôi. Thế thì phải lát phải gọi điện cho thằng Kha thôi. Nói chung là con này đầu tiên là giá rẻ. Thứ hai là kết nối là được Bluetooth 5.0. Đấy, kháng nước như là IPX5 thì phải. Bây giờ con này có một cái là nó cải thiện cái chất âm và cải thiện cái micro ấy, để lúc mà em đàm thoại nó tốt hơn. Bình thường mấy cái tai nghe True Wireless mà mình làm review thì cái chất lượng âm thanh nó không được tốt lắm, thì con này nó sẽ cải thiện được cái điều đó. Đấy, về cơ bản là anh thấy là trên 400,000 đối với một tai nghe True Wireless chúng ta không thể đòi hỏi hơn được cái gì. Đấy thôi, lát nữa để anh gọi điện về cho thằng Kha để cho nó ở nhà nó làm video đấy nhá. Đấy, còn link liếc cái thứ thì em nhớ là nhắc thằng Kha là để link mua hàng ở phía dưới phần mô tả video hoặc là in comment để cho các bạn ấy kích vào, để nếu bạn nào có nhu cầu mua thì bạn kích vào. Đấy, còn nếu mà không có nhu cầu mua thì thôi xem những video khác và dừng xem, được chưa? Kiểu như vậy nhá. Nhớ dặn thằng Kha ra, lát gọi điện luôn về thằng Kha nhá. Rồi ok, thì bây giờ anh còn phải đi ra. Thế còn video nào nữa không nhỉ? Còn mỗi video đấy nữa thôi đúng không? Đúng rồi anh ạ. À quên mất, hôm trước bảo còn video thả độ bền nên đợi hôm sau nhá. Rồi ok. Nhưng mà nãy anh bảo là con này giá bao nhiêu anh nhỉ? Giá hơn 400 thôi, 1,1 triệu mà được triệu 1 mà giảm 400. Xuống còn hơn 400 á? Ờ, 1,1 triệu giảm hơn 400. Ok, tôi để em bảo Kha luôn, giá ngon quá. Đúng 0 giờ đêm nay phải lên nhá, bảo là Kha nó hẹn giờ lên video đấy nhá. Đúng 0 giờ hôm nay. Ok. Để em gọi. Khi lên video thì bảo các bạn là nếu bạn nào có nhu cầu mua thì mua sớm nhá, không là nó hết chương trình giảm giá. Vâng, ok, chương trình từ 0 giờ đêm nay. Ok. Rồi, bye bye em. Rồi, ok anh ạ. Và bây giờ sẽ là phần review chi tiết của mình với lại cái chiếc tai nghe Capsule, hoặc là Capsule đi, nghe cho thuần Việt đúng không các bạn? Thì mình cũng đã đọc cái từ Capsule khi mà mình thấy cái chiếc tai nghe này, nhưng mà sau đó thì dịch từ Google ra thì họ lại đọc là Capsule. Đó, nghe thì nó có vẻ là hay đó, nhưng mà thôi, trông nó kiểu nó gọi là nó hoa mỹ quá. Thôi thì mình cứ đọc Capsule các bạn nhé. Cứ Capsule đi, không có Capsule gì hết á. Ok. Rồi, thì với cái chiếc tai nghe này hiện tại nó đang có mức giá tầm khoảng là trên dưới 600,000 đồng. Nhưng mà với cái video ngày hôm nay mình làm cho các bạn thì mức giá của nó chỉ còn khoảng là trên 400,000 một tí thôi, vào cái dịp mà Lazada đang sale. Anh Dương cũng đã nói kỹ ở đầu video rồi. Thì với cái chiếc tai nghe Capsule này thì chúng ta sẽ có đó chính là một cái phần hộp như thế này khi mà các bạn mua về. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp ra luôn các bạn nhé. Và ở đây tại sao là mình phải cần cái dụng cụ để mở cái nắp này? Tại vì là mình sợ rách hộp. Với những cái chiếc hộp của những cái sản phẩm xịn như thế này ấy, thì chúng ta nên là trân trọng và nâng niu nó đó, và cũng để tránh là làm rách cái hộp nữa. Đấy, thấy chưa đó, làm như thế này thì nó cũng sẽ nhanh thôi, mở rất là dễ. Chứ mà kiểu mở hộp ra mà cứ bị rách cái phần nắp này là cực kỳ khó chịu đúng không nào? Nhân vật chính của chúng ta này, rồi là chúng ta sẽ có là một cái hộp bé xinh xinh ở đây. Mình cũng sẽ dùng cái này để tránh cái tình trạng là hộp nó khỏi bị rách. Bên trong này chúng ta sẽ có một cáp sạc micro này, hai cái cặp đầu mút tai, hai cái thứ khác nhau. Còn bên dưới này thì chúng ta sẽ có là một cái tập sách hướng dẫn sử dụng thôi. Trong này thì nó sẽ hướng dẫn cho chúng ta là cách kết nối, cách reset, cũng như là cách mà để thao tác cảm ứng trên cái chiếc tai nghe này. Đó, nên là thành ra đây không phải là cái thứ để chúng ta nhắm lò đâu các bạn nhé. Bạn nào mà mới mua cái chiếc tai nghe này về thì nên xem qua. Mình thì mình cũng phải xem để mình biết rằng cái thao tác hoạt động của nó như thế nào. Đến với nhân vật chính thì chúng ta sẽ có là một cái hộp sạc rất dài luôn các bạn à. Đó, rất dài luôn, dài khoảng một ngón tay. Thực ra nó dài hơn cái ngón tay của mình, tay mình thì cũng theo cái dạng ngắn thôi. Thì với cái phần hộp sạc này chúng ta sẽ có là một cái kiểu dáng là hình elip. Đó, thon, dài. Và bên trong khi mở ra thì chúng ta có thể thấy được rằng là cái chiếc tai nghe của chúng ta nó cũng sẽ dài như thế. Rồi, tí thì cái phần hậu sinh mình sẽ nói sau. Thì ở mặt trước chúng ta sẽ có là một cụm gồm 4 đèn LED. Đó, con này thì nó sẽ đây, nó sẽ sáng như thế này để báo cho chúng ta biết là phần trăm pin. Cứ mỗi chấm như thế này thì tương đương với lại 25%. Mặt dưới thì chúng ta sẽ có là thông tin sản phẩm các thứ này kia này, nơi sản xuất. Còn phần sau thì chúng ta sẽ có là một cái cổng micro để sạc.
Nhìn chung thì cái hộp sạc này mình thấy rằng là nó thiết kế như thế này là rất là độc lạ. Và với cái phần nhựa nhám được thiết kế như thế này thì mình thấy rằng là nó cũng sẽ giúp cho cái sản phẩm gọi là có một cái gì đó trong nó không phải là kiểu rẻ tiền. Thật ra thì với một cái sản phẩm mà tầm khoảng 500-600 nghìn như thế này thì nó cũng thuộc cái phân khúc giá là kiểu cũng gọi là chịu chi rồi đó. 600 nghìn bây giờ nó cũng không phải là một số tiền nhỏ. Và đi kèm với đó là chúng ta sẽ có là một cái dạng nắp. Cái nắp này thì được mình đánh giá cao các bạn nhé. Tại vì nó có chúng ta là phần đệm. Thì cái dạng này mình gọi là cái dạng bọc biển các bạn nhé. Đó, đệm này rất là êm để nó giúp cho cái tai nghe nó khỏi bị sốc khi mà bị va đập rơi vỡ như thế này. Tất nhiên là mình sẽ không thả rơi hay là đập như là anh Dương đâu. Tại vì rõ ràng là mình làm thuê mà, khác với làm chủ. Ok, thôi bỏ qua về vấn đề đó đi. Thì với cái phần hộp sạc này chúng ta sẽ có là một cái dung lượng pin khoảng 630 mAh. Một dung lượng pin rất lớn đúng không nè. Và nó sẽ giúp cho cái chiếc tai nghe này có thể là nghe thêm được 24 giờ nữa. Và xét theo thực tế thì các bạn có thể là sử dụng nó trong vòng là từ 3 đến 4 ngày liên tục là chuyện rất là bình thường. Cường độ cao các bạn nhé. Đến với phần housing thì chúng ta sẽ có đó chính là một cái housing dạng giống như là AirPods vậy. Tuy nhiên thì nó có một cái thiết kế mà mình đánh giá cao hơn so với AirPods. Đó chính là về việc khi mà mang vào tai nó rất là êm và nó rất là khớp với cái tai của mình. Độ công thái học của nó cực kỳ cao. Mặt ngoài thì chúng ta sẽ có là một cái logo showbiz này, một cái đèn LED màu trắng ở đây. Đó, đây là nó đã hiển thị đã kết nối này, còn khi mà chưa kết nối thì nó sẽ hiển thị màu đỏ. Mặt trong của cái chiếc tai nghe này thì chúng ta sẽ có là hai cái chấu sạc này. Đó, một cái hiệu tai trái, tai phải và bên dưới thì sẽ là micro. Đây là vị trí đặt micro rất là hợp lý luôn. Khi mà chúng ta mang vào thì nó sẽ sát với lại cái phần miệng của chúng ta nhất. Đó, chưa kể là con này nó có một cái phần chân rất là dài nữa. Đấy, thon, mang vào thì cực kỳ êm luôn các bạn nhé. Và cái chiếc tai nghe này thì nó sẽ có chuẩn kháng nước là IP5 các bạn nhé. Tích hợp công nghệ Bluetooth 5.0 này. Và nó sẽ sử dụng con chip xử lý âm thanh là Realtek, đi kèm với công nghệ là Biologico. Đây là một cái công nghệ mà nó giúp cho cái chất âm của cái con này nó cho ra nó trong trẻo hơn. Và thật sự là trong quá trình trải nghiệm thực tế, mình có thử rất là nhiều bài hát với nhiều thể loại nhạc khác nhau. Và với việc nghe nhiều cái thể loại nhạc như thế thì con này nó đi theo cái phần V-shape. Về phần chất âm thì mình thấy rằng là con này nó cho ra một cái dạng chất âm thiên hướng là tông ấm. Thì với cái việc tông ấm này và nó đi theo cái dạng V-shape nữa thì khi mà chúng ta nghe những cái bài hát mà thiên về vocal chất giọng ca sĩ thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng là hơi hụt hẳn. Tại vì cái phần chất giọng ca sĩ nó bị đẩy xuống và thậm chí nhiều lúc mình nghe nó còn kiểu nó còn bé hơn cả là cái phần beat nữa. Và đây là một điều mà mình đánh giá không cao lắm, đặc biệt là đối với những bạn nào mà thích cái vấn đề đó chính là nghe giọng hát của ca sĩ thiên về vocal chất giọng ấy. Đó thì sẽ rất khó để có thể là phù hợp với lại cái chiếc tai nghe này. Tuy nhiên thì nói về phần đập, phần bass cái thứ này kia thì cái chất âm của nó rất là trong. Và xét với lại cái phân khúc giá này thì cái chi tiết của nó cho ra là cực kỳ tốt. Các bạn có thể là mang cái chiếc tai nghe này và đặc biệt khi mà bạn canh sale các bạn mua được với mức giá tầm khoảng 450 ấy, thì các bạn có thể tự tin so được với những chiếc tai nghe mà có mức giá tầm khoảng 600-700 nghìn, thậm chí là kể 800, 1 triệu thì nó hơi quá chủ quan và nó mang cái tính là khập khiễng không có đối chứng. Nhưng mà tầm 600-700 nghìn thì mình nghe rất nhiều rồi. Nên thành ra là các bạn cứ yên tâm đi, các bạn có thể tự tin so sánh được luôn. Xét ra với một cái với mức giá mà 400 nghìn cho một chiếc tai nghe True Wireless ở thời điểm hiện tại, nó thật sự là một cái điều gì đó gọi là wow, mình không thể tưởng tượng có một chiếc tai nghe tốt như thế này đâu. Đi kèm với đó là chúng ta có thể nghe được khoảng 4 giờ liên tục với lại cái chiếc tai nghe này. Con này thì chắc chắn là không thể nào sử dụng nó để chơi game được rồi. Tại vì cái độ trễ của nó thì khi mà bạn chơi game thì các bạn sẽ thấy nó rất rõ. Nói thêm về phần macro thì nó cũng cho ra một cái khả năng đàm thoại rất là tốt, cực kỳ rõ ràng. Người đối diện mình thì nghe nói chung là không sót một từ nào cả. Mình là kiểu thằng nói đớt nói ngọng nhưng mà khi mà nghe đó thì nó khắc phục được cái vấn đề này luôn. Rồi là còn về cái thao tác cảm ứng thì con này mình thấy là nó rất là hay khi mà nó cho chúng ta là tùy chỉnh được, là thứ nhất là gọi được trợ lý ảo là không nói gì rồi nhé, rất là đơn giản thôi. Và cái thứ hai là với một phân khúc giá rẻ này thì chúng ta sẽ có đó chính là khả năng tăng giảm âm lượng. Tay trái thì nó sẽ là tăng, còn tay phải thì nó sẽ là giảm bằng một cái thao tác chạm như thế này. Còn gọi là double tap thì nó sẽ là dừng bài hoặc là phát tiếp bài, nó giống như là kiểu AirPods vậy các bạn à. Cũng là một cái tính năng mình thấy rất là hay. Đó, nó hạn chế cho chúng ta chạm nhầm. Vậy thì còn các bạn nghĩ sao về cái chiếc tai nghe Showbiz Capsule này thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.